anh em đến tới Thông Vây Lóc kênh giải trí. Chúc tất cả anh em xem clip vui vẻ. Dạ mến chào cô chú anh chị đã lại với kênh Dịp Sống New. Dạ cô chú bây giờ là 5:10 ngày 13 tháng 6. Cô chú anh chị. Thầy giác ngộ này ha. Thầy giác ngộ A Di Đà Phật. Thầy Minh Tử. Cô chú anh chị. A Di Đà Phật. Đây là mấy thầy, thầy mới vô này cô chú anh chị. A Di Đà Phật. Ở đây là có được 6 thầy nha quý anh chị. Ở đây là 6 thầy. Thầy Minh Thông là 6 thầy. Còn ở dưới kia là cũng 6 thầy nha. Dưới kia 6 thầy, dưới là một thầy ấy nữa, thầy An An dạ. Là thầy Như Ngộ là ở trước kia nữa không? Dạ là 8 á, dưới tổng đó là hai tốt dưới đó là 8 á. 8. Và một thầy áo trắng đi ngày hôm qua nhé. Cái thầy đó là trước kia là bị xỉ một lần rồi. Cái thầy áo trắng á. Đúng rồi. Nhớ mà. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cơm chay rất là ngon chứ chị. Cơm chay của các Phật tử gửi cho các thầy đến lễ thầy này rất là ngon luôn có nha. Đầy đủ luôn ha. Đầy đủ. Đầy đủ gia vị, đầy đủ thức ăn. Rất là dinh dưỡng ha. Tuyệt vời. Học văn đất lây rất là tuyệt vời. Cơm giờ biết bỏ đâu thì cứ bỏ đây đấy. Bỏ đây là đấy cho thầy. Ở đây sống bình yên quá, nhẹ nhàng sáng đó Phật tử ra ít ha. Nhớ thật kỳ ở ngoài đó mà quên sáng. Dạ đúng rồi, cũng mong là tất cả những cái lúc đi qua các thị trấn yên bình vậy là yên bình tốt á. Thì như thế này thì mấy anh cũng cho phép mà mình tác nghiệp và cho mấy thầy cũng A Di Đà Phật. Dạ, chị gái đỉnh lễ cho anh yêu. Chị đỉnh lễ cho chị, cho em, chị cho em xôi của chú, xôi nóng luôn á. Xôi chay. Đi với Phật là ăn chay nha cô chú. Em ngày nào ăn chay luôn á, sáng ăn chay tối ăn mặn. Anh trai. A Di Đà Phật. Chị gái. Lo lắng thì đắc thầy, rất là tuyệt vời. Ở đây em thấy có 5 Phật tử ha, 4 Phật tử ha. Thấy chưa? 1 2 4 nè. Thấy nhẹ nhàng lắm mọi người, thấy nơi bình yên lắm ha. 6 thầy. Cái hôm trước mà ở cái kênh Ngàn á, cái kênh Ngàn trời ơi, phát sáng sớm bà con đứng dậy lộn mà phải chen nhau vô đánh lễ đó. Kênh Ngàn á. Nó mất hay đúng không? Đúng rồi. Dạ, cảm ơn Dịp Sống Niêu. Dạ. Chị đánh lễ trả lòng chị hết mình đánh lễ gì cho. Chiếc dạ. Tiếp cho ni mình xôi chúng mình. Dạ. Ở đây có 2 người YouTube à. Dạ, cảm ơn chị nha. À dạ. Vô gì? Đó thì đi với các thầy cũng vẫn được phước nha. Phước. Đây nó kìa, một chị Phật tử mang cơm nữa kìa. Đây là một nhóm nha cô chú. Còn Minh Trí với thầy Minh Trí là thầy Trương Trí là ở trên kia, cách đây tầm khoảng 6 cây số nha cô chú. 7 cây á, xa lắm 7 cây á. Bây giờ mấy thầy chưa đạo thuật. Thì hiện tại thầy sư An An. À dạ cô chú anh chị. À sư An An thì ngồi bên kia nha cô chú chị ơi. Chưa có bọc không? Cầm em cái, cầm em cái, lát em ấy. Cầm cái. Chưa có. Đó. À dạ cô chú chị ơi, mấy chị Phật tử ở đây dễ thương quá ha. Đến để cho thầy nè. Rất là nhẹ nhàng cô chú. Giờ này em cho coi giờ này cô chú đó. 5:15. Đó. Ngày 13 đó thu đây là thứ năm đó. Thầy giác ngộ ha. Thầy giác ngộ. Thầy Minh Tự. Sư đó trước đây cũng 2 ngày ở ngoài rồi đó. Muốn ngon không? Dạ, lấy cái máy
Đó, à dạ vâng. Đó, có luôn đó, trời luôn. Có luôn, có, ngon ngon lành luôn đó. Cái này là cô chỉ tặng cho con, là cô rồi. Dạ, con cảm ơn. Rồi tôi làm bên bác luôn đó. Rồi. Làm bên bác luôn. Bác luôn. Bác nó chạy luôn. Bác lạ lắm á. Dạ dạ. Lên bác ở trong nhà nó chạy đó. Dạ dạ. Thôi vô nhà lấy con bạc ra trả ra đi á. Ai ai gì đâu bạc. Chưa đâu, mấy thầy còn mấy cô đến lễ cho nên chưa đâu. Mấy thầy chưa tao thật đâu, mới có 5 rưỡi à, mới có 50 mấy à. Ừ. Ai vậy trời Phật? Rất là nhẹ nhàng, yên án. À, năm đầu ngày mới. À, sáu thầy nha, cái chỗ gì? Đây là mấy chị ở đây nha. Phần lớn ở đây là người đồng bào, cũng nhiều cho nên người đồng bào họ không theo đạo của chú. Phần lớn họ theo Chúa, phần lớn có một số là theo Chúa, xin tìm một số là không theo đạo, cho nên là họ không có ít, họ không có ra coi chú, họ biết nhưng họ có ra họ nhìn thôi à. À, ở đây là rất là lạnh nha các chú, khuya mà xuyên xuống lạnh tê luôn đó, từ khuya em giật mình ra ngoài thấy lạnh tê luôn đó. Ở đây nó khác với ở thời kỳ mình ở Hà Tĩnh ha, Hà Tĩnh tối thì nó nóng, còn đây lạnh lắm, ở đây núi rừng mà tối lạnh tê luôn đó. Ai gì đâu Phật. Còn có một số chị kia nữa con đang mang, con mang đồ ăn tới nữa đó. Chị mới gọi cho em, hỏi chỗ nào em mới chỉ địa chỉ rồi. À, thầy Minh Thông. YouTube đó là 18 vị La Hán mà La Hán ngồi trong một kép nha, đi chung đoàn á, thì có một cái hồ sơ profile á nó hơi bị xấu một tí, thì không biết tình hình thế nào. Cái anh đó, cái YouTube đó là một luật sư lớn á. Là có lên đây không hay là ở nhà nói? Thì anh luật sư vlog á, là anh đó. À, anh đó anh có lên đây không hay anh ngồi ở nhà? Không, ý là đang nói cái ví dụ mà bạn trong bảy đoàn 70 người á, à, thì trong đó có 18 profile là kiểu như là không được đẹp cho lắm. À, thì các cơ quan chức năng tao cũng điều tra rồi. À, thì hy vọng là hay gì là phải mọi việc nó suôn sẻ nha các anh chị. Rồi anh đây bây giờ biết gọi là anh hay gọi là thầy nữa anh ấy chưa. Thì sáng sớm mình không tiện. Hồi trước anh cũng đi mọi người. Hay gì là phải. Thôi. Rồi, hữu duyên làm quên bác luôn ha. Đó. Đó. Anh rất là nhiệt tình luôn ha. Ừ. Chiều hôm qua anh trai cũng có nói là để sẽ hỗ trợ coi như là thỏa thực cho các thầy. Giống như anh là nhà nghỉ, chủ nhà nghỉ ở đây sao á, có một anh nữa. Tu ở giờ đây nè. Dạ không biết nữa. Em là nhà một bên, nhà bán sông một bên. Dạ. Còn có anh chủ nhà nghỉ mình ở nữa. Dạ. Cảm ơn anh trai rất là nhiều. Dạ. Ở đây bà con mình cảm thấy nó nhẹ nhàng quá ha. Ừ, nhẹ nhàng mà nó bình yên ha. Bình yên. Cảm giác nó ấm cúng lắm. Nó không phải sô bồ. Không sô bồ như mấy chỗ khác. Em nhớ em ám ảnh nhất là ở cái kinh ngàn thôi, bà con mình nhìn lộn, đến lễ nhìn lộn luôn đó rồi. Em bây giờ cái tiêu đề là như ông bố tổ luôn đó. Em phải dịch tiêu đề luôn đó. Ờ. Cô chú anh chị. Đó, mấy cô đến lễ xong đứng xa ra thấy chưa? Đến lễ xong của mình đứng xa ra chứ không có tới gần nha mọi người thấy chưa? Nhưng mà cũng phải ngồi ăn nè. Ồ anh đây mới xin vô nữa hả? Chị vô. Vô chiều hôm qua. Chị mà muốn gặp sư Minh Trí để gọi như đến lễ. À, mà sư Minh Trí cách đây 30 cây số. Thì như vậy thì muốn đến lễ thì phải chờ
nghĩa là phải chờ. Bác sư đi về á, bác sư kêu Minh Trí khó lắm. Hôm trước mà bà chị dăng em vô nó, kêu Minh Trí nói là bà chị phải dăng đi vô khác á. Sư Minh Trí khó lắm đó. Sư Minh Trí với sư Trí rất là nghiêm thiệt đó. Bác sư rất là dễ nè mọi người, rất thiệt mà. Sư Minh Trí rất là nghiêm đấy. Rất nghiêm, gọi là rất nghiêm đó. À, cô chú chị ơi, sáng hôm nay là ngày 13 tháng 6 ha. Giờ này mới có mến chào cô chú anh chị đã quay trở lại kênh của Tiếng Vlog nha. Thì hiện tại bây giờ đây có nhà em mấy sư cũng chuẩn bị là di chuyển nữa nè cả nhà ha. Nói chung chỗ ngủ của sư tối thì cô chú anh chị có đốt đống lửa nữa nè cả nhà. Đốt đống lửa nữa kìa, phải sưởi ấm mà. Lạnh lắm, sương xuống nhiều lắm. Lạnh. Bảy tám giờ đêm à? Ồ, sương xuống á. Người đốt cũng lửa để sưởi ấm cũng đỡ nha, cũng chuyện ha. Đóng lửa nữa kìa, đúng không chị? Cũng có đèn nè, cả nhà ha, đèn cũng có nè. Cũng có mấy sư thì cũng chuẩn bị là đi xuống rồi bắt đầu là di chuyển đi ha, của chú anh chị ha. Đó. Này. Sáng thì mấy sư đi xuống có thể là đi thật ha, của chú anh chị nha. Này là của chú anh chị. Sư Anh An thì hồi nãy em chạy ngang thì thấy sư Anh An chạy đi rồi ha cả nhà. Đó, ở dưới đó thì hai sư nha. Đó. Bên này thì cũng còn ba sư nè. Đó. Có lửa nó cũng đỡ rồi sư ha. Nó cũng ấm lại một chút xíu ha. Có nhiều người đúng rồi, đi một đoạn mà chưa thấy chỗ bán nước uống hay có nước gì luôn á. Trơn lắm á cái này thầy ơi. Nhưng thì ở dưới đó cũng có mọi người chuẩn bị đồ ăn nữa đó nha. Đi khắc thực nè cả nhà ha. Sáng sớm thì mấy thầy cũng di chuyển đi khắc thực nè cả nhà. Sáng sớm thì mấy thầy đi nè cả nhà ha. Đang đi khắc thực nha. Vẫn còn một sư đi xuống kìa của chúng chị. Vẫn còn một sư đi xuống nha. Nói chung thì tháng sớm mọi người cũng đem đồ ăn lại cũng khá là nhiều của chúng chị ha. Nhưng mà mấy sư quyết định là đi khắc thực nha, chứ không có nhận đồ ăn nha của chúng chị ha. Thấy của chúng chị nè. Mấy sư đang di chuyển đi nè. Đó. Đi tới nhà người dân để khắc thực của chú anh chị.
chứ không có nhận đồ ăn như vậy nữa nha. Giờ này thì mới có khoảng 5 giờ hơn một chút xíu thôi cô chú anh chị. Mới có 5 giờ hơn một chút xíu thôi là Mỹ Sư bắt đầu di chuyển rồi. Rồi cả nhà. Thì hiện tại thì giờ Mỹ Sư đang đi lên một cái dốc rồi cô chú anh chị. Hồi nãy là Mỹ Sư nghĩ là ở dưới cái dốc nha cả nhà nha. Bây giờ Mỹ Sư đang đi lên một cái dốc mà nói thật sự là cực kỳ sáng sớm là leo dốc rất là cao nha. Đây Mỹ Sư đang di chuyển lên nè cô chú anh chị. Ở vậy sáng sớm là lội lên dốc rồi. Hôm nay là có 6 sư. 6 sư đang di chuyển lên cô chú anh chị ha. Sáng sớm cái con đường này là cái con đường mà Sư Minh Tại đã đi ngang 4 lần nha mọi người. 4 lần rồi. Bây giờ là nãy Sư Minh Trí có nói là chân trí chứ nói là tìm một cái hiện tại là lạnh quá đang đi vô một cái quãng đường sau đó là tìm một cái nơi thọ thực luôn. Đúng rồi. Đi kiếm chỗ để khắc thực rồi thọ thực luôn chứ không có nhận đồ ăn buổi sáng nữa nhà cô chú anh chị ơi. Sư nói sương sướng là lạnh dữ lắm lạnh. Đúng rồi, mình ở dưới kia còn thấy lạnh nữa mà. Đây bắt đầu mấy sư đang di chuyển lên nè cô chú anh chị ha. Tôi đang di chuyển lên đây. Di chuyển lên dốc này mình chỉ đi phía trước nha. Đang lên dốc mà những cái bước chân rất là thánh thoát nè cô chú anh chị ha. Đang lên dốc mà những cái bước chân này đi cực kỳ là nhanh nhẹn luôn nè cô chú anh chị. Nếu mấy sự di chuyển như thế này thì nó cũng đỡ một phần hơn ha cả nhà ha. Nó đỡ lạnh hơn á, mệt đó, đỡ lạnh. Đây nè, cô chú anh chị, thấy không? Đi mà dò không nha, cô chú anh chị nha. Mấy xe bắt đầu đi bằng dò không nè, cô chú anh chị, thấy không? Lên cái dốc khá là cao nha, cô chú anh chị. Cái dốc khá là cao luôn, thấy không? Cái dốc chót lót ở trên đó luôn luôn kìa. Đang lên dốc nha. Các bạn thấy không? Đó. Leo lên một cái dốc đó thật sự cả nhà nha. Cao lắm nè cô chú anh chị nha. Không phải là gần đâu. Nha. Thấy không? Đó. Cái dốc là cực kỳ cao nha cô chú anh chị. Đó, cả nhà thấy chưa? Vì để ý là quá xa. Đây ở khung cảnh bây giờ là đang ở dưới dốc này, thấy không? Cái dốc rất là cao nha cô chú anh chị nha. Bởi vì mấy sư lội ghê thì cô chú anh chị còn hay quá. Thì tiếp tục phía trước nha cô chú anh chị nha. Thì mấy sư cũng đang di chuyển lên nè cô chú anh chị, thấy không? Thời tiết này là cực kỳ là lạnh nha cô chú anh chị nha. Nhưng mà sáng sớm thì cũng đỡ một phần nha. Mấy sư đang di chuyển lên nè cô chú anh chị, thấy không? Đó, phía trước thì mây trắng quá trời nha. Đây mình chỉ đi ra phía trước nhà cô chú anh chị nha. Những bước chân của mấy thầy đi cực kỳ là nhanh nha cô chú anh chị. Mình chỉ đi phía trước đi nhanh lắm vậy nha. Mình chỉ đi, mình nói là một cái dốc nữa nha cô chú anh chị nha. Tới khúc trên kia là có thêm một cái dốc nữa rồi. Hả? Đây nè cả nhà. Trên kia là lên thêm một là bắt đầu leo dốc nữa rồi, chưa hết cái dốc này là tới một cái dốc khác nữa rồi. Hai người chuyên chuyện mình phải đi cùng với sư một đoạn này nè. Đây là nói chung là ở đây là leo dốc và liên tục nha, lên dốc rồi xuống dốc rất là liên tục luôn của chúng chị.
Cái nhà đếm này em quay em zoom cho các chị xem nè. Thấy chưa? Đó, đang lên dốc nè, của chúng chị thấy không? Đó, là như trường ở Bình Chí đang đi phía trước nè. Của chúng chị thấy chưa? Đó, đang leo lên một cái dốc, tiếp tục cái dốc rất là cao. Đây, rồi các sư huynh.